Okay. Hong Kong Đặc biệt Hành chính Khu, Hành chính Trưởng quan Tống Kiến Hòa Tiên Sinh, và gia binh trận trường, xin các vị lai binh khởi lạ. Xin chào, Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, Hong Kong Đặc biệt Hành Chính Khu, Hành Chính Trưởng quan Tống Kiến Hòa Tiên Sinh, chủ trì ban trưởng điển lễ, quyết định thiết lập bản thân của phân hàm制度. Đào Diệp Sạch Ân女士. Xin 第九位接受勋章人。